trình ca nhạc rất là hay và vui nhộn. Đồng thời là chùa có những cái máy hít để giữ ấm cho mình, cho nên mọi người cộng đồng của mình ra ủng hộ, vừa vui xuân đón Tết cùng gia đình, vừa ăn đồ chay và đóng góp cho chùa nữa. Chúc mọi người năm mới, đầu tiên là sức khỏe dồi dào, mọi việc bình an.